Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng được dịp cười nghiêng ngả trong màn livestream với Lê Dương Bảo Lâm vào tối mùng 6 tháng 3. Theo đó, bà xã Kim Lý phải cứng họng trước loạt mảng miếng của nam diễn viên phải vội vàng tắt live. Hồ Ngọc Hà và Lê Dương Bảo Lâm là đôi nghệ sĩ từ lâu đã được khán giả biết đến là có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên có những tương tác trên mạng xã hội. Tuy hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng cả hai lại rất hay hợp tác chung trong nhiều dự án, từ kinh doanh cho đến cả nghệ thuật. Lê Dương Bảo Lâm còn được biết đến là thánh livestream. Chính vì thế, cũng nhiều lần anh đã hợp tác và live bán hàng cho mỹ phẩm do nữ hoàng giải trí làm chủ. Mới đây nhất, vào tối mùng 5 tháng 3, người dùng mạng xã hội đã được dịp cười nghiêng ngả trước màn livestream chấn động của Lê Dương Bảo Lâm cùng với Hồ Ngọc Hà. Vốn là người ăn nói hài hước, tính cách dí dỏm nên nam diễn viên dường như làm chủ cả buổi livestream. Anh liên tục tung hứng, quăng miếng với Hà Hồ khi cô không thể nhịn cười, cứng họng hết đường đối đáp. Một chi tiết gây chú ý nhất là việc Hà Hồ viện lý do để tắt livestream khi Lê Dương Bảo Lâm gửi lời mời tham gia 2 ngày 1 đêm. Lê Dương Bảo Lâm thuyết phục, chị chỉ cần đứng thôi, chị vô có mặt là được. Em chơi cho chị, nói cho chị luôn. Hà, tham gia 2 ngày 1 đêm đi Hà, vui lắm, cười bể bụng luôn. Em mang nước hoa vô đó bán 2 ngày 1 đêm cho chị luôn, chịu đi chị nha, chị làm được. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi khán giả bắt ép Hồ Ngọc Hà tham gia, giọng ca cô đơn trên sofa lập tức rời buổi livestream với lý do dọn nhà. Thành viên của dàn cast chính 2 ngày 1 đêm cũng nhanh chóng chia sẻ hài hước. Thực ra, hai vợ chồng em cũng lên gặp chị Hà, chị đang trong nhà em, chỉ là cú twist thôi. Trước đó trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy tiết lộ đã rủ dê Sơn Tùng theo mong muốn của khán giả. Nam nghệ sĩ viết trên Instagram để rủ dê chàng trai năm ấy tham gia 2 ngày 1 đêm theo như yêu cầu xem sao. Giọng ca truyền Thái Y sau đó đính chính thông tin này, tôi không mời Tùng tham gia, hôm đó chỉ là Tùng qua nhà chơi, công việc phải gặp ở một vị trí khác, đàng hoàng. Còn với chị Tâm, chị thích chương trình nên khi được mời là hứa tham gia luôn, Tùng tỉnh táo quá, không vô được, Tùng cũng không uống rượu bia, chỉ có ăn uống và nói chuyện. Hồ Ngọc Hà là gương mặt nổi bật của thời trang Việt, thường xuyên hợp tác với những thương hiệu lớn trên thế giới. Với phong cách thời trang ngày một thăng hạng, cô là một khách hàng am tường về sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ bên cạnh những hoạt động về âm nhạc. Một trong những điều khiến khán giả nhớ về Hà Hồ là những game show thời trang như The Face hay mới đây là The New Mentor. Cũng chính vì độ đẳng cấp này mà không ít lần Lê Dương Bảo Lâm bị cho là thấy Hà Hồ sang nên bắt quàng làm họ. Trước loạt bình luận của netizen, nam diễn viên phản hồi, ai cũng nói thấy sang bắt quàng làm họ. Xin lỗi, tôi nói chuyện với chị xui tui 2 lần rồi. Nam diễn viên có vài lần tự thông báo chốt đơn, thông gia với Hà Hồ, mong muốn gả ái nữ đầu lòng cho Subeo nhà nữ ca sĩ. Không chỉ tự chốt đơn thông gia, nam diễn viên còn hài hước khẳng định sau này đàn chị đi diễn khỏi cần mang theo vũ công bởi đã có con dâu ra tay. Theo Dương Lâm tiết lộ, ái nữ nhà anh cũng có khả năng nhảy múa dù còn nhỏ.